Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới vạn vật kết nối Internet, bên cạnh những lợi ích to lớn cũng đặt ra nhiều thách thức trong xây dựng nền hành chính hiện đại. Tại các địa phương của Thừa Thiên Huế, việc kết nối liên thông trong điều hành giải quyết các thủ tục hành chính trên cơ sở công nghệ thông tin đang được đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề an toàn an ninh mạng không thể xem thường trước các cuộc tấn công mạng ngày càng phổ biến. Phóng sự do phóng viên Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Lộc thực hiện. Tại huyện Phú Lộc, trong những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước luôn được lãnh đạo quan tâm và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều năm qua, dẫn đầu toàn tỉnh trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, việc ứng dụng các phần mềm dùng chung có kết nối mạng Internet nhằm áp dụng triển khai đồng bộ từ các cơ quan hành chính ba cấp, tỉnh, huyện, xã cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong việc quản lý các thông tin nội bộ qua các văn bản lưu trữ. Khi mà các thiết bị truy cập và kết nối Internet ngày càng lớn và phổ cập, việc tấn công, xâm nhập bất hợp pháp hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, các thiết bị thông minh ngày càng gia tăng, đặt ra hàng loạt thách thức liên quan đến vấn đề bảo mật, an toàn, an ninh mạng cho các đơn vị, cơ quan nhà nước. Đối với địa phương, chúng ta đã thống nhất và triển khai cái CIPNET trên toàn 18 xã thị trấn. Thì hiện nay là cái hệ thống mạng CIPNET đã được triển khai và 18 xã thị trấn đã vận hành trên hệ thống này. Thì nhìn chung cơ bản bước đầu thì về tính bảo mật thì so với là trước đây thì khi không được mà quy hoạch và cũng như là không được quản lý thống nhất thì cái nguy cơ mất an toàn bảo mật thì rất là cao. Thì hiện nay khi triển khai cái CIPNET này á, thì cả cơ quan là theo cái quản lý tập trung một đầu mối, do đó là các cái dữ liệu vào ra thì chúng ta là đều kiểm soát được cái này. Tại xã Lộc Bồn và xã Vân Hiền, một trong những địa phương được đầu tư xây dựng bài bản về hoạt động này. Tuy nhiên, với thời đại bùng nổ của công nghệ 4.0 như hiện nay, đòi hỏi cán bộ, công chức, người thực thi công vụ cần được trang bị những kiến thức cơ bản và ngày một chuyên sâu hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng như vấn đề an ninh mạng qua các hệ thống thiết bị được kết nối Internet đang là một vấn đề thách thức đối với chính quyền địa phương cơ sở. Đối với bộ phận cũng như là toàn thể cán bộ công chức của xã, thì khi mà có các cái dấu hiệu về các mã độc thì bên chỗ trung tâm của tỉnh, bên chỗ trung tâm edit thì cũng có gửi những tin nhắn mail về kịp thời cho cán bộ công chức để phòng tránh. Đây là một lĩnh vực cũng rất là mới, mặc dù đã qua các lớp tập huấn cơ bản nhưng chắc chắn trong quá trình vận hành sẽ tiếp tục phát sinh những khó khăn vướng mắc. Thì mình cũng xin kiến nghị đối với là các cấp các ngành tiếp tục thường xuyên mở các lớp tập huấn và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được tiếp xúc với các cái quy định mới, các cái công nghệ mới của trong tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để đảm bảo thực hiện được đồng bộ và thông suốt hơn. Đến nay, huyện Phú Lộc đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử, hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử công vụ từ xã đến huyện nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử hướng tới một nền hành chính hiện đại, một chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp được ngày một tốt hơn. Thế nhưng, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống cơ sở dữ liệu, các thiết bị truy cập và kết nối Internet ngày càng lớn và phổ cập. Việc tấn công, xâm nhập bất hợp pháp hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, các thiết bị thông minh ngày càng gia tăng, đặt ra hàng loạt thách thức liên quan đến vấn đề bảo mật, an toàn, an ninh mạng. Thì trong thời gian tới, thì huyện tập trung cái nguồn lực để là chúng ta tiếp tục là hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là về cái hệ thống mạng, rồi liên quan đến các phần mềm, về triển khai các cái cơ sở dữ liệu. Quá trình hình thành các cơ sở dữ liệu đó là cái câu chuyện mà trong thời gian tới cũng cần phải tập trung để làm sao chúng ta phải có một cơ sở dữ liệu là chất lượng và phục vụ được trong cái quá trình điều hành và quản lý của nhà nước trên địa bàn. Vấn đề an toàn thông tin một lần nữa lại được đặt lên hàng đầu khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Những tiến bộ vượt bậc của công nghệ cũng là những cơ hội để tội phạm công nghệ cao khai thác tấn công mạng, thách thức các người dùng đầu cuối, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, cần có sự gắn kết giữa nhà nước, xã hội, doanh nghiệp nhằm đảm bảo môi trường an toàn, thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, học tập, giải trí. Đồng thời, nêu cao ý thức cảnh giác của người dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn được những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao.